lên đồ đi câu thôi anh em ơi. Dàn đồ nghề ra thôi. Chỗ này rác nó vứt tùm lum quá. Mấy cái rác mà mồi câu rồi tinh tinh á mình cho vào đây, mình sử dụng cho nó đảm bảo vệ sinh môi trường. Mình thấy chỗ này mình quăng nhiều quá. Thank you.
đu đầu nha. Đây, đây con miệng đu đầu. Lên một con thì cái giết mà cái giết giết à, giết nhỏ con này được hơn 2 bay xíu nha. Ngồi nãy giờ đấy giết một con nữa nha bạn ơi. Chà, đây là một trường hợp đặc biệt nha các bạn. Thấy không? Rồi đây. Nhìn con cá này. Nó ăn vô mình thả xuống giờ cái ăn hết mồi rồi mình thả gần bờ cái mình giật lên con này. Mình giật mà vô tình giật trúng cho nó móc móc vô bụng nó luôn này. Trời là trời. Đây mình có chuẩn bị hai hộp sẵn hoa hai cơm nha bạn. Cơm này mình chiên ở nhà. Tại vì ngày nay mình thấy thời tiết nó cũng mưa nên ra đây mà nhóm lửa mà chiên cơm này cũng hơi khó. Xong chuẩn bị trước là cơm. Mình chiên ở nhà. Giờ cũng tầm 11 giờ mấy, 12 giờ rồi bạn. Bao nhiêu ngày, bao nhiêu ngày. Cái này đỡ mình đỡ tạm dưới phía chân bàn tí nữa cái mình đi con bò rác. Bỏ cái này đúng. Cái hộp đấy nó có dầu, đưa hộp đưa đi lại cái hộp này. Okay. Cảm ơn mọi người nha. Chiên này. Sáng chiên mình gì vậy? Cơm chiên trứng. Ngon hồi. Chưa, mà không tăng rồi. Nghe biết con đường trên chợ ớt ngon. Lúc bay là hôm nào thời tiết mà nó đẹp nắng á, mình làm bữa ẩm thực trưa mình nấu cơm các bạn coi. Thời tiết nó mưa gió gió. Thank you.
xíu rồi. Mọi người ăn dưa nha. Mấy đồ ăn đây. Quên lại cho nó nắp tự phân hủy, không cần bỏ vô giò rác. Hơi xấu. Tình hình là mưa gió rất to nha các bạn, nên giờ mình với bạn mình là thu dọn hành lý đi về. Người ta gọi là cuốn gói. Mưa gió to quá. Mình tính quay có nhiều clip, nhiều cái nội dung phía sau nữa mà bây giờ thời tiết nó không cho phép. Bây giờ mình sẽ thu đồ đi về. Hẹn các bạn ở những video sau, mình sẽ có những cái nội dung hay hơn để mình cho các bạn xem. Mình đã đem đạo cụ này nọ chuẩn bị xong xuôi hết rồi á, nhưng mà thời tiết nó mưa quá, giờ mình phải thu đồ về này. Mưa gió quá. Ví dụ mình mua đây này nó mỏng manh quá, nó không chịu được sức gió ở đây. Đây là ở lòng hồ thủy điện nên gió dữ lắm, nó làm hư dù mình chịu nổi, nên vì
mình phải vừa che cho bạn mình đây, rồi mình vừa thủ đồ. Đây.